Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với đây của mình. Thì hôm nay mình sẽ chơi ngủ không nha anh em ơi. Nó thì ngủ không hôm nay á, nó sẽ có một điều khác biệt. Mình sẽ thử thách mình là gáy to một lần nha anh em. Đó. Vậy đấy, xin một lần thua anh em ơi. Thiệt chứ, cái thử thách này phải nói rằng là cũng khá là lâu rồi mình bắt đầu mình mới gáy lại anh em. Vì bây giờ gáy thì gáy đầu game luôn anh em ơi. Đầu game là phải gáy, chứ đợi mà win rồi mới gáy thì thôi chứ gáy làm gì. Đó, đó anh em thấy không, đó, đó, bắt đầu có phản ứng rồi đấy. Ok, ok, dạ các kiểu luôn, ok luôn. Đây, qua cướp bùa Willen anh em ơi. Willen đầu game anh em qua cướp bùa nha. À, đang đứng nhắn tin anh em ơi. Thiệt chứ, tiếc quá anh em ơi, đang định ăn bùa á. Nhưng mà không sao anh em ơi, mình đâm đầu thẳng qua bên bùa xanh luôn. Tại vì mình biết được rằng là kiểu gì cái tăng số bón cũng qua kia nó cover à. Thì vô đây anh em, lượm bùa xanh của nó. Đây, lượm bùa xanh trước này ra ơi. Đúng rồi, đừng đánh nó. Đúng rồi, cứ lượm bùa xanh đi. Đây, trừng phạt qua luôn anh em ơi. Ê, như có vẻ nó qua nó cứ bùa xanh mình lại kìa. Mình không thấy sai của thằng Arthur nữa anh em ơi. Ồ, đúng luôn kìa. Ha, à, thiệt mấy ông nội này thiệt chứ. Mình đặt bắt trước nữa. Mình không có nhận chị anh em ơi, pha này gõ đại thôi. Đó, rồi, thế ông Willen ăn bùa xanh rồi anh em. Nó ăn xong rồi nó cắm đầu, cắm cổ, nó chạy điên luôn và nó bỏ Arthur lại. Và thế là Arthur phải nằm xuống bởi với giây phút đầu tiên anh em ơi. Cày lắm. Chấp nhận đi bạn ơi. Thì đầu game anh em, anh em cứ tự tin cho mình. Tại vì Willen á, đầu game nó khá là yếu. Mà chưa kể nữa rằng là cha nội này á, chả bực này là bực mấy mình không nhớ nữa. Như đầu game này mình không để ý anh em ơi. Hình như là bực A hay bực B á, hay bực C á, mình không nhớ nữa. Nhưng mà đối với skin này thì skin mặc định mà anh em. Trời ơi, thì chứ gáy đầu game luôn anh em ơi. Không ngừng ngại nha. Với lại ông Willen này á, không chịu ăn con bùa xanh trước mà lại đi ăn bùa đỏ trước là sai lầm rồi. Mình qua mình cướp bùa là cướp bùa đỏ anh em ơi. Mà ông không chịu ăn bùa xanh trước, ông ăn bùa xanh trước rồi mình lượm bùa đỏ là quá đã luôn anh em. Là nó đúng theo cái bản kế hoạch mình đã vạch ra á. Mà đằng này ông lan bùa đỏ trước nên thành ra phải đổi mục tiêu nha anh em ơi. Áp ca. Ôi trời ơi, không áp ca mà giả bộ anh em ơi. Ghê thiệt. Công nhận tem bạn đúng là mua hàng kế bẩn anh em. Vô luôn nè, nè gõ nè. Nó tưởng nó trâu, nó tưởng nó trâu rồi. Thế là gõ chết thằng Malop rồi anh em ơi. Pha này thì thôi chứ, tại vì đầu game đam mình khá là to anh em. Chưa kể mình có combo 3 gậy nữa chứ. Thì đối với Malop đầu game á thì đam không có. Lấy đâu ra mà đỡ. Quên, cái tăng không có chứ anh em. Đó, trời ơi Willen ơi, thiệt chứ bạn ấy đi kiểu đó thì thôi chứ có chết thôi bạn ơi. Willen đi quá ngáo anh em ơi. Thôi trận đấu này là mình thấy là xác định rồi á. Kiểu gì team mình cũng win đậm thôi anh em ơi. Tại vì đầu game mà mình thấy team bạn di chuyển kiểu này với đánh kiểu này không xong rồi. Mình gáy đầu game kiểu này là khiến cho team bạn gọi là ta bị lấn át tinh thần rồi anh em ơi. Đó. Thì anh em nào mà muốn win á thì đầu game anh em cứ gáy to cho mình. Anh em gáy cho team bạn gọi là bị lấn át tinh thần đi. Đúng rồi Ruma ơi, rồi xong luôn, chọc hụt hết luôn. Mà không sao anh em ơi. Pha này đứng ăn nấp bụi nè. Ôi trời ơi Willen kìa, thôi mà bỏ anh em ơi. Mình cướp bùa cái đã, làm gì thì làm. Cướp bùa là chuyện quan trọng nhất nha anh em. Đây, có chân chị luôn anh em ơi, ngon. Thế là bùa đỏ dành cho mình. Đây, cướp là phải cướp có tâm nha anh em. Anh em cướp là phải cướp có tâm, cướp phải cướp hết. Đây, cướp luôn anh em ơi. Ngại ngùng gì mà không cướp. Thằng Arthur này mày vô là mình, tao gõ mày luôn bây giờ, mình đừng đùa nha mày. Trời ơi, trâu thế, thôi trâu bỏ anh em ơi. Thằng này nó trâu lắm. À, nhưng mà có vẻ như là trâu trâu mà đánh lâu cũng chết anh em ơi. Ơi tên bạn lên à. Ô trời sợ quá. Sợ quá. Sợ quá. Rồi xong luôn anh em ơi. A Thu phải nằm xuống bạn ơi. Rồi luôn thằng cái thằng Adurin này mang bột phá anh em ơi. Tiếc chứ không thôi, cái mạng của A Thu là của mình rồi. Khá là tiếc nha. Mà tên bạn tội nghiệp ghê chưa anh em thấy không? Willen á thì pha bùa đỏ, pha bùa xanh xong lên bị mất bùa đỏ mà báo tệp địch lên chứ trời, báo hai mạng luôn thiệt cay. Cay lắm anh em ơi. Sẵn đồ trước nha anh em. Bây giờ mình sẽ ăn con nó muốn chừng chị. Rồi cho chừng chị trước luôn. Rồi xong luôn. Xong luôn. Xong luôn nè, từ chừa đam. Chừa đam lại anh em ơi. Rồi gãy đầu luôn anh em ơi. Phải nói rằng là nó cay. Mình nói thiệt chứ cái thử thách này tàn nhẫn lắm anh em. Nhưng mà phải chịu nha bạn ơi. Phải nói rằng là ông nội Willen này ông không biết rằng là ông đứng bên kia, ông vẫn có khả năng ông chừng chị là vẫn dính ra. Tại sao ta đứng bên kia anh em chừng chị qua vẫn qua nha, chứ không phải là anh em phải lướt qua rồi chừng chị mới được đâu nha. À, ông này có vẻ như là không biết các kiểu. Thằng này láo, cái thằng Violet này nó láo anh em ơi. Thằng này như nó chưa biết cái sự lợi hại của cái team mình rồi anh em. Mình chỉ cần thấy team mình đánh đầu game như thế nào thôi là mình biết được rằng là trận đấu này thắng hay là thua liền. Trận này thắng thế chắc anh em. Team mà đánh quá hay, tất cả những cái lane luôn anh em đánh cực kỳ ghê luôn. Rồi kiểu này team bạn chỉ có GG thôi chứ đánh gì nữa. Đây anh em ơi, farm lẻ. Ê Rima ơi, đem mình ăn bùi bạn ơi. Đánh A Thu đi, đánh A Thu đi. Đúng rồi, đây nè anh em ơi. Tao gõ mày luôn nè, Thu đâu chưa anh em ơi. Mà
Phải nói thằng là gõ thằng A Thu càng ngày càng đau, mà nhìn nó vẫn hổ báo cáo trồn anh em. Đại lính cao Rio Ma ơi, Rio Ma ơi lính. Trời ơi ông nội này ông không hiểu ý anh em ơi. Lính đó ông ơi. Trời ơi, chỉ cần đại lính vô trụ xong rồi ép là đánh anh chết là thôi bỏ đi em ơi. Lâu quá ông Rio Ma này, lâu lắc quá. Thôi bỏ anh em ơi, đây chạy xuống đây farm tí đã. Ôi trời ơi Kahi ơi, có tóc biến không? Có tóc biến không? Không tóc biến à? Không có tóc biến thì chết bạn ơi. Ui pha này có tóc biến nhưng mà vẫn chết nha anh em ơi. Tại vì mình tính trước cái lượng đam rồi. Chân chạy cái nữa coi như là đủ đam anh em. Quá đẹp luôn. Kiểu này thôi chứ tem bạn mình nói thiệt chứ GG sớm anh em ơi. Hiện tại đang đánh mức tranh là cao thủ tầm 3 sao nha anh em ơi. Tem bạn mà thiệt chứ cao thủ mà sao gặp tem bạn đánh như kiểu như là mới tinh anh hay kim cương anh em ơi. Đánh ảo thiệt sự. Tem bạn hình như là không có gọi là một chút xíu gì gọi là kỹ năng của bậc ranh cao thủ luôn á. Đó, đây chính là cái tình trạng mà lịch ranh mà mình muốn cho anh em thấy nha anh em. Thì nhiều anh em có thể là không tin với cái trường hợp này, nhưng mà mình dám đảm bảo luôn anh em, có cái trường hợp là gà rán xếp lịch ranh hoàn toàn luôn anh em. Tên bạn mình không biết là ranh gì, nhưng mà chắc mình nghĩ đa số cũng là cao thủ á, mà không hiểu sao đánh như thế này nữa. Ôi trời ơi, Kahi ơi, gõ cái kìa. Gõ cái muốn chết luôn kìa anh em ơi. Đúng rồi tem, bây giờ tem để trụ thôi thì là win rồi anh em ơi. Và trận đấu này mình nghĩ win sẽ sớm thôi, chứ không có để play đâu anh em ơi. Tại vì tem bạn bây giờ quá phế, mà tem mình thì lại muốn win. Mà bên bạn á thì mình thấy AD đánh nãy giờ chưa chết bạn nào nè. Họ đánh khá là kỹ anh em, và có vẻ như là muốn gánh tim. Trời ơi William ơi, trần chạy mà không trần chạy tới nơi tới chốn nữa. Thiệt chứ khổ dữ với bạn. Thiệt chứ không cho William farm mà có thiệt anh em. À Thu ơi, nó đánh bên kia. Đúng rồi đánh rồi, gõ nó luôn anh em ơi. Rồi xong rồi, nạp mạng bạn ơi. Rồi xác định lên bàn điểm số. Công nhận là pha đó nhìn ông William mà tức cười thiệt anh em ơi. Ông đang ăn, ông thấy mình vào ông quýu anh em ơi. Trừng phạt. Ông đâu có quýu. Trời tội nghiệp ghê ta thiệt. Nhìn đứng mắc cười luôn anh em ơi. Mình là một người chơi gọi là chăm hồ lên, nhưng mà đôi lúc những cái trường hợp như thế khiến mình rất là buồn cười anh em. Pha đó thì ổng đừng nên sợ, ổng cứ pha bình thường thôi. Chừng nào mà mình gõ ổng á, hoặc là ổng đánh đủ cái lượng đam ổng dùng chiêu 1 anh em, là vừa đủ đam cái ông trần trị luôn, là ổng lưới tay ổng chạy luôn là kịp. Đó, vừa ăn bùa mà giữ được tính mạng nữa chứ. Mà đằng này ổng thấy mình cái ổng bị miếu anh em, ổng trần trị đại á, nó không coi lượng máu, thành ra rút cuộc giờ con bùi của mình luôn anh em ơi. Tính ra là quên bây giờ rất là phế, mà phế thì thua thôi anh em ơi. Mà chưa kể tem mình em nhìn kìa, trời ơi thì chứ ăn si sa ăn rồng các kiểu luôn, không chừa bất cứ một con gì cho tem bạn cả. Kiểu này mà không win nữa thì thôi, chứ mình xin hứa với anh em xóa game từ đây. Mà thật sự là trận đấu này chắc chắn win rồi anh em nhìn kìa, cây đây mà 15-0 mà tem mình hầu như là không ma chết bất cứ một bạn nào cả. Thôi xong thôi a à, thơ đi lần này thôi chứ. Thôi xong rồi, tội nghiệp ghê chứ anh em ơi. Tội nghiệp thì cũng mặc kệ nha bạn ơi. Pha đứng ở đây nó bụi anh em ơi, mình đợi thằng William lên nè. Tại vì bộ đỏ nó sắp ra nè, đó anh em thấy không? Bộ đỏ nó ra nha, ê nó kìa. Ui cái thằng mà lóc này nó phá đám anh em ơi thiệt. Thằng này, để William vô ăn đi. Mày còn mày đặt đứng nó mà chết nữa. Cay ghê ta, William ơi. Chạy kìa anh em ơi, tội nghiệp ghê chưa? Thiệt chứ. Mình không có ý mình làm gì đâu. Ôi trời đâu nha, hay quá, anh em thấy không? Phải nói rằng cái tay mình đánh hay auto luôn anh em. Mình vừa bị hất ông lên là ông sẽ bỏ ông giải liền anh em. Mình chỉ bị dính đam bởi sát thương đến từ chiêu bộ của Malop thôi. Đây là trời đâu chưa anh em không? Đây là một trong những combo mà anh em có thể gõ 3 gậy và anh em áp dụng lên tướng nha anh em. Có thể đầu game thì anh em có vào như là chiêu 2, chiêu 3, chiêu 1 cũng được. Hoặc là anh em muốn chơi là chiêu 1, 3, 1, 3, 2 thì combo kiểu đó thì quá chuẩn rồi anh em ơi. Hoặc là combo 1, 2, 3 thì tùy combo thôi anh em ơi, và anh em phải canh đúng cái lượng máu của đối phương nha. Như pha này anh em ơi, đây nè, từ nha anh em, đây 1 nè, 2, 3 đây, pha này combo. Trời ơi, cái thằng này nó anti sớm thế, thì cái thằng... Thôi bỏ anh em ơi, pha này không ham nha. Cái mạng của lên nó không đáng giá bằng cái mạng mình đâu anh em. Muốn làm gì đây? Muốn kiếm chuyện à? Ôi, thiệt chứ, tem bạn có kéo 3, kéo 4 xuống thì cũng không làm được gì đâu bạn ơi. Ủi, ông William bét bản lắm kìa. Farm cái gì đó bạn, mà cũng tội anh em. Nói chung thì nhìn cũng tội thiệt, nhưng mà cũng chịu thôi. Thì mình đã gáy to mà. Gáy to thì tem bạn cũng có sự phòng bị trước rồi. Mà mình cũng đâu có biết chắc là tem mình đánh hay đánh dở đó anh em. Đó, mình chỉ dám gáy thôi. Mình nghĩ trận đấu này á là mình sẽ bỏ sức ra mình gánh. Nhưng mà ai ngờ đâu tem mình đánh quá hay luôn anh em. Mình không cần nhất thiết phải gọi là đánh một cách gọi là quá chai hắc cũng như là quá tập trung nha anh em. Mình chỉ đánh chỉ nhây á thì biết đâu được là tem bạn may ra có cơ hội lật kèo. Mà bây giờ mình thấy kiểu này là thua rồi. Trời mà lóc ơi, ông không có trâu như ông tưởng đâu. Ui cha nội này tưởng trâu anh em ơi. Chứ thật ra bây giờ đồ mình gầm nhìn kìa.
mình đã lên gần như là món thứ tư. Và cái món tiếp theo mình lên là chuẩn bị là lên cho mình là cái kiếm Ramasa nữa. Thì Malok đi chăng nữa thì cũng xác định là chết thôi em ơi. Chứ sao thể nào đứng đỡ được. Chưa kể mình dồn đam quá đâu mà. Ba gậy mà kèm theo đó là chiêu đến từ Ryuma nữa, sao mà chịu nổi. Anh em nhìn kìa, chiếc mạng bây giờ phải nói rằng là ối xôi luôn em ơi. Trời ơi chiếc mạng kìa. Đó thì á, anh em nào á mà muốn mình làm về cái content gì, cũng như là một cái thử thách gì đó đó mà anh em muốn mình làm, thì anh em nhớ comment xuống bên dưới nha anh em ơi. Đó, để cho mình để khảo sát vấn đề và mình sẽ làm từng content mà anh em yêu cầu. Nói chung thì anh em nào thích content gì và mình thấy content đó mà cảm thấy hợp lý mà hay á, mình sẽ làm anh em. Đừng là từ từ, mình thấy thằng AD lên đi AD ơi. Trời ơi không ai lên à, sao tem bạn hình như có vẻ như là không muốn lên sao ta, mà mình ăn mới có 4 mạng à anh em ơi. Trời ơi tem mình đánh gắt quá mà thiệt. Đây là TNT luôn anh em ơi, thôi bỏ luôn anh em ơi, pha này định gọi chỉ một viên nữa nhưng mà mình phải bắt buộc chừa chỉ một lại nha anh em. Tránh cái trường hợp là tay bạn nó kéo quá nhanh mà mình chạy không kịp thì khả năng cao sẽ bị thằng A thu á nè. À phải, bị thằng A lóc đánh ti. Nói chung thì pha này mình nên cẩn thận hơn, tại vì mình không muốn mình là người chết đầu tiên của cái mạng đâu. Ôi trời ơi, tem mình đã chết nữa kìa. Gõ, rồi. Đánh đi. Rồi, xong luôn AD luôn. Lên dĩa. Rồi, trời ơi, thằng A tu đinh nó bộc phá ăn hết luôn anh em ơi. Cho nội này mang bộc phá. Trời ơi, tem bạn kìa, Quillen 06 Violet 11. Mình cảm thấy là Violet rất hay luôn anh em. Ông ăn được một mạng là khá là hay á. Mình thì chưa chết mạng nào cả và mình không hề muốn mình chết anh em ơi. Tại vì em đấu này mình thấy quá dễ luôn, mà chết thì hơi nhảm. Trời ơi, không hiểu sao mà lên cao thủ 3 sao rồi mà còn gặp cái tình trạng như thế này nữa thì chịu luôn anh em ơi. Gặp một cái tem mà năm thành viên bên kia quá hao trình. Ôi ông Ryuma ơi, gãy to quá ông ơi. Trời ơi, Violet, ôi cay. Trời ơi, cay anh em ơi. Cay lắm, mình nói thiệt. Cái hành động mà Violet chết như thế này á thì mình biết được rằng là Violet rất là cay luôn anh em. Nhưng mà cay thì không phải chịu thôi, tại vì ông Ryuma gáy cũng đúng mà anh em. Đó, tại vì bên kia bây giờ còn không có cơ hội win nữa thì mình nghĩ là GG là vừa. Đó, chứ đứng mà đánh kiểu này thì kiểu gì cũng thua. Nhưng mà tay bạn mà không muốn thua thì mình sẽ cho một cái mẹo để cho thua coi cho lẹ anh em. Tay bạn á, AD là nồng cốt đúng không, mà AD là người đánh hay nhất. Bây giờ chỉ có việc là bắt thằng AD anh em, là coi như là tay bạn tự nhiên thua thôi. Đây, từ từ, à rồi kiểu gì cũng đi đây rồi, chiêu 1, chiêu 2 nha anh em, rồi chiêu 3 rồi chết. Anh em thấy không? Một combo quá đơn giản thì AD tên bạn coi như là nát bét rồi anh em ơi. Đó anh em không? Chỉ cần bắt vị trí và AD thôi thì tên bạn tự nhiên tan rã luôn anh em. Cái chuyện này là có thiệt nha. Ê! Trời ơi, đam đâu ra vậy? Ui cái thằng cha nội này, thôi xong rồi anh em ơi, mình chết màn đầu tiên rồi. Thôi nhưng mà trận đấu này coi như là cũng win rồi anh em ơi. Và thế là trận đấu mình tới đây là kết thúc thôi anh em ơi. Thì anh em coi đem mà thấy hay á thì đừng quên giúp mình một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh nha anh em ơi. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều. Và anh em muốn làm về content gì thì nhớ comment bên dưới nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ngày mai nha.